Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Nếu hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn bộ đĩa DVD gốc, bộ phim Hoàng Phi Hồng và Ngũ Đại Đệ Tử, đĩa gốc do công ty Pha Phim Việt Nam phát hành nha các bạn. Phim Võ Hiệp do Trung Quốc sản xuất. Trọn bộ thì gồm có 12 đĩa và 36 tập. Phim này được in ấn khá là đẹp các bạn. Chiếc vỏ bìa được in ấn rất là đẹp và kỹ càng, có nội dung của phim, giám đốc sản xuất, biên kịch, đạo diễn và tên các diễn viên nha các bạn. Phim này tựa là Hoàng Phi Hồng và Ngũ Đại Đệ Tử, nhưng thực chất phim chiếu tới Hoàng Phi Hồng rất là ít tập các bạn, chỉ có một vài tập đầu là chiếu tới Hoàng Phi Hồng thôi, còn tới gần tập cuối Hoàng Phi Hồng mới xuất hiện tiếp. Đa phần phim này là nói về các đệ tử của Hoàng Phi Hồng như là Lương Khoan, Dinh Thịt Heo, có tem cục điện ảnh nha các bạn. Giờ mình sẽ mở bên trong cho các bạn xem. Chiếc đĩa khá là đẹp nha các bạn. Đĩa này mình còn rất là mới luôn. Phim này thì như là tên YouTube có cho chiếu rồi các bạn. Cũng là bản đồng tiếng của Pha Phim Việt Nam. Nhưng các bạn xem tên YouTube thì sẽ có bị cắt một số đoạn, và tiếng người ta sẽ lồng nhanh hơn nha các bạn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share và một đăng ký nha. Chào các bạn.